Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách để cho các bạn khui một cái chai nước mắm ra để cho các bạn tận dụng theo kiểu giống như là một cách rất là thông minh đó các bạn. Thì cách này của mình thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ không cần phải dặn ra, các bạn không cần phải dặn cái nắp này ra nữa. Mà các bạn chỉ cần bật nắp lên là các bạn có thể đổ nước mắm ra ngoài ha. Đó thì các bạn có thể áp dụng theo cách này để xài một chai nước mắm một cách gọi là thông minh. Rồi thì cách này á, mình bảo đảm các bạn á, ít có ai biết đến lắm, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách để các bạn khui ra nha, đơn giản lắm nha. Rồi thì các bạn mua một chai mới về thì nó sẽ là như thế này đó, và các bạn sẽ không khui ra đó, các bạn đừng khui ra ha, các bạn cứ để nguyên như vậy và các bạn sẽ áp dụng theo cách này ha. Các bạn sẽ dùng con dao Thái Lan đó, là một con dao đồ ăn các bạn, còn nếu các bạn không có các bạn có thể dùng dao gọt giấy như thế này ha. Các bạn sẽ cắt xung quanh như thế này cho mình. Đó, thì các bạn sẽ chừa lại một khoảng như thế này các bạn ha. Đó. Bạn sẽ chừa lại khoảng bao nhiêu đây thôi. Các bạn không cắt hết, các bạn chỉ cắt bao nhiêu đây thôi ha. Chỉ cắt từ đây tới đây thôi và chừa ngay đây. Đó thì các bạn sẽ bật nắp lên như thế này. Đó. Đó các bạn thấy không? Đó, các bạn bật nắp lên thì các bạn có thể sử dụng và đổ bấm ra ngoài để sử dụng thôi. Rồi sau khi sử dụng xong thì các bạn chỉ cần lại nắp lại. Đó, là nó dính lại các bạn ha. Đó, các bạn coi nè. Mà la cỡ nào cũng không có bung nổi nha các bạn nha. Đó thì các bạn nhìn thấy nè, tại vì á nó không bung á là do ở đây nè các bạn, nó có một cái gờ ha. Đó, các bạn nhìn thấy nè, ở ngay đây nó sẽ có một cái gờ. Đó thì khi các bạn đẩy xuống á, đó thì nó sẽ dính lại, các bạn nghe cái tiếng nó hít lại nè. Đó thấy không, khi bạn đẩy xuống á là nó dính cứng lại rồi. Thì các bạn chỉ cần sử dụng theo cái kiểu nắp bật như thế này, giống như những chai nước tương mà các bạn mua về để sử dụng các bạn. Đó, nó sẽ tiện dụng hơn là các bạn phải dặn cái nắp ra, mỗi lần các bạn phải dặn nắp ra để đổ nước mắm và dặn nắp lại. Đó, nó sẽ mất hết bao nhiêu thời gian nữa. Nói chung là cách này thì nó sẽ nhanh lẹ hơn và nhìn thấy nó sẽ thông minh hơn và nhanh gọn nha các bạn nha. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy cách này hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.